Xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh Lâm Nhà Đất, chuyên review bất động sản tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp nha. Mến chúc quý cô chú anh chị một ngày mới là thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui nha cô chú anh chị. Hiện tại là em đang đứng trên cái đường Hòn Trồng nha anh chị, tọa lạc tại Vĩnh Hải cái thành phố biển Nha Trang nha. Đó, hôm nay em đang chuẩn bị quay cho cô chú anh chị một cái sản phẩm Mường Thanh Vĩnh Chiều ở đường số 3, số 5 Phạm Văn Đồng nha cô chú anh chị. Và căn hộ Mường Thanh Vĩnh Chiều này đi ra cái bãi tắm biển Nha Trang chỉ vài bước chân mà thôi nha. Đó, ra cái bãi biển Hòn Trồng này. Đó, cứ sáng sáng chiều chiều đi tắm biển ở đây rất là thuận tiện nha anh chị. Thì hôm nay em sẽ gửi cho cô chú anh chị một cái sản phẩm Mường Thanh Vĩnh Chiều giá cực kỳ rẻ luôn, với view xéo biển nha, chỉ có tầm 1.350 tỷ thôi, với diện tích là 58.6m² nha cô chú anh chị. Chủ bao sang tên theo phí cho cô chú anh chị luôn. Thì bây giờ em sẽ đi lên căn hộ Mường Thanh Vĩnh Chiều tại tòa OC1E này nhé. Dạ rồi, hiện tại em đang đi vào cái căn hộ ở đây. Căn hộ này là 58.6m² nha cô chú anh chị. À, hướng bên kia là hướng hướng bên đây xéo biển này. Đó. Đây, bây giờ đây, hiện tại là em đang đứng ngay cái không gian phòng khách này cô chú anh chị. Đó, đây phòng khách sẽ có một cái bộ ghế sofa như thế này nha anh chị, với tông màu xanh nha. Còn bên đây là không gian của khu vực bàn ăn nè, khu vực bếp nè. Và đây có một cái không gian ban công nha cô chú anh chị. Đó. Đây. Đây là hệ thống của phòng khách này. À, chú nhà rất thích gỗ nên trang trí những cái nội thất là gỗ thôi nha. Bên cạnh đó đi vào bên trong đây thì sẽ để tủ giày dép ở đây luôn nha cô chú anh chị. Ha, à, đó, với tròn thạch cao là thế hệ mới luôn. Đó, đèn led mới luôn. Đó. Đây là bộ bàn ăn dành cho từ 4 cho đến 5 người nha anh chị ha. Hiện tại đang có 4 cái ghế rồi. Và bên đây sẽ có một cái tủ lạnh nha anh chị ha. Tủ lạnh của dòng Beko. Đó. Và bên đây là những cái nội thất cơ bản như là bếp âm nè, bồn rửa chén nè, lò hút mùi nè, máy hút mùi nè. Và phía trước có một cái máy giặt nha anh chị nha. Đó, đây em đi ra về phía trước đây. Đó, căn này là phía trước là view xéo biển nha cô chú anh chị ha. Không gian bên công nhỏ gọn và thấy được bãi biển Hòn Trồng nha anh chị nha. Đó, rất là mát mẻ luôn nha. Hiện tại em đang quay lúc 10:30 nha cô chú anh chị ha. Đây, từ không gian ban công em nhìn lại vào bên trong phòng khách nè. Đó, không gian phòng khách và khu vực bếp nè. Đó, hệ thống đèn còn mới luôn. Đó, tường cũng qua cũng còn khá mới. Đó. Đây thì căn này thì có hai phòng ngủ, hai công trình nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Cái phòng ngủ này sẽ có một cái không gian cửa sổ như thế này và hệ thống đèn led tròn thạch cao cũng đời mới luôn. Đó, căn này thì để lại tất cả nội thất cho cô chú anh chị nha. Mua về chỉ là cầm đồ vô ở thôi. Đó, bên trên là sẽ có một cái máy lạnh này. Căn này thì để lại ba cái máy lạnh luôn nha cô chú anh chị nha. Đó, và bên đây là sẽ có một cái nhà vệ sinh chung. Đó, đầy đủ thiết yếu như vòi tắm bên đây, bồn rửa tay, bồn cầu đầy đủ. Thì bên đây là sẽ có một cái phòng ngủ master này. Đó, phòng này sẽ xéo biển thì thấy được cái bãi tắm Hòn Trồng này cô chú anh chị. Đó, đây nha. Đó, thấy được bãi tắm Hòn Trồng này, có một cái cửa sổ để đón gió ánh sáng đi vào bên trong phòng ngủ này nha. Đó, phòng này thì đầy đủ nội thất rồi. Đó, tường còn khá mới luôn. Đó, bên đây sẽ có cái tủ đồ này bằng gỗ này, gỗ thông này. Đó, đây có cái máy lạnh luôn này. Đó, đầy đủ. Với căn này với tổng diện tích là 58.6m², chủ nhà đang kẹt tiền lắm rồi. Đó, cần bán lại rẻ cho cô chú anh chị để sở hữu ngay một cái căn hộ này với tầm tiền 1.350 tỷ thôi. Chủ bao sang tên thế phí cho cô chú anh chị luôn nha. Hiện tại là căn hộ Mường Thanh Vĩnh Chiều đang là hợp đồng mua bán 50 năm nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm căn hộ này với mức giá rẻ thì hãy liên hệ ngay qua số điện thoại của em Lâm để trên màn hình nha. Và nhớ đừng quên tặng em Lâm một nút like và đăng ký kênh để đón xem những bất động sản đẹp tại thành phố biển Nha Trang xinh đẹp nha.